con gái Lê Ấn, nhà võ Hà Trâm, 2 tuổi, nói được 3 thứ tiếng, ngôn ngữ số 3, làm người nghe ngã ngửa. Sinh ra trong gia đình đa văn hóa, ăn chay trường từ bé. Hành trình phát triển của con gái võ Hà Trâm luôn được công chúng quan tâm. Từ khi bé Mon đi học vào tháng 7 năm 2023 vừa qua, cuộc sống mẹ bỉm sữa võ Hà Trâm được công chúng quan tâm nhiều hơn. Mới đây, nữ ca sĩ vừa đăng tải ảnh chụp hoạt động ở trường mẫu giáo của bé Mon. Xem ảnh dân tình không khỏi bật cười với dáng ngồi thùy mị của nhóc Tây. Đáng chú ý, Võ Hạ Tram tự hào, khoe con gái, nói được ba thứ tiếng. Cụ thể cô chia sẻ, Mon nhà em, nói được ba thứ tiếng luôn á mọi người. Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Phú Yên luôn. Bà Vũ hỏi, cái gì đây Mon? Mon, cà phơ. Sau khi đăng tải, câu chuyện dí dỏm về con gái của võ hạ trâm khiến người xem bật cười hầu hết bình luận để lại lời treo ghẹo bé mon có khiếu hài hước giống mẹ cháu nó hài do ghen của mẹ đó biết tiếng phú yên là quá giỏi rồi mon ơi nhìn tướng ngôi của bả kìa mặt bả hài gơ luôn được biết bé mon học được giọng phú yên từ người vú riêng tiếng việt tiếng anh là hai ngôn ngữ chính mà võ hạ trâm và chồng Ấn Độ giao tiếp với con từ những ngày mới lọt lòng. Ngoài ra bé Mon còn được bố dạy thêm tiếng Ấn. Thời gian qua, Võ Hạ Trâm thường xuyên cập nhật hình ảnh thường hay quá trình phát triển của con gái lên mạng xã hội. Chào đời năm 2021, bé Mon không ngừng gây sốt mạng xã hội nhờ ngoại hình lai like ấn tượng cùng lọt biểu cảm đáng yêu, gây cười. Theo lời nhận xét của Võ Hạ Trâm, bé Mon có tính cách hoạt bát, cởi mở, mỗi khi đến nơi đông người. Đặc biệt, nhóc tì bộc lộ tính cách tự lập từ sớm. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng con gái võ Hạ Trâm đã hay tự chơi một mình, không còn người lớn phụ giúp việc gì. Bé Mon hơn 2 tuổi, thích màu hương, bông hoa, công chúa, yêu hòa bình, ghét chiến tranh, thích làm quen với mọi người, yêu động vật và nhẹ nhàng với em bé khác. Luôn muốn được tự do độc lập, từ cảm xúc đến chuyện ăn uống, ngồi xe các kiểu mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai con gái mẹ Trâm phải vậy mẹ chịu võ hà trăm chia sẻ càng lớn bé Mon càng nữ tính điệu đà thích làm đẹp được mẹ chuẩn bị nhiều váy áo cô bé sở hữu mái tóc đen dày làn da ngâm và đôi mắt to tròn chuẩn ấn độ đường nét gương mặt nhóc tỳ được nhận xét trong hệt như bản sao của bố con gái võ hà trăm còn thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ mẹ. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, con gái rất nhạy với âm thanh. Những món đồ chơi nào phát ra âm thanh, bé đều thích. Thời điểm mới 17 tháng tuổi, bé Mon đã biết hát nhẩm theo các bài hát thiếu nhi quen thuộc và làm động tác giống với các nhân vật trong phim. Dù chưa nói tròn vành rõ chữ, nhưng cô bé đã ê a hát theo những bài hát thiếu nhi, bộc lộ năng khiếu từ sớm. Con gái Võ Hạ trăm được kỳ vọng sẽ nối nghiệp mẹ sau này, kết hôn hơn 4 năm, vợ chồng Võ Hà Trâm ngày càng hạnh phúc. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm khi nuôi con bằng phương pháp thuần chay. Nữ ca sĩ cho biết, cô và chồng cùng nhau xây dựng lối sống này cho con từ bé. Bé Mon đi nhà trẻ, Võ Hà Trâm tự tay chuẩn bị đồ ăn riêng để con đến lớp ăn cùng với các bạn.